qua xem chú làm đi con. Con đi con tới xem chú làm đi. Con là nói ông chứ quên, hồi ông làm gì đó. Đi hả con? Con nói lóc gạch à? Xi măng với cát. Con nói lại đi, ông đang làm gì đó con? Ông đang lót gạch. Con làm với không? Làm với không ba? Ra giữ tay, con giữ tay rất thôi. Ba đang quay mà. Đó, 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 nước đó. Nước đó, chạy đi. Đó, sợ không? Con sợ ba dù nước với chẳng không? Đó, nước đó, tránh ra thấy chưa? Tránh ra đi. Sợ chưa? Sờ nước chưa? Dạ, ở nhà tới mấy tháng luôn rồi đó. Đuổi với hắn đấy chứ. Dạ. Đó đi vô, nhảy vô, nhảy vô. Nhảy vô, nhảy vô, bùi kìa, bùi kìa, nhảy lên. Con hỏi ông làm gì đó, hỏi đi con. Ông làm gì đó? Con đừng có leo lên nghe. Leo lên là hư của mấy ông đó. Nhớ chưa?
không được leo lên vì mới làm á, nhớ chưa? Chưa xong mà. Làm chưa xong là leo lên là nó hỏng. Đúng chưa? Ừ. Cái đó là xi măng á. Nó 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 nó. Xi măng con không làm nó được đâu, bẩn á. Bẩn nó nhiều á. Đố con đây là cái gì? Đây là cái gì? Cái thước. Đây là cái gì?